quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, tuần cuối cùng của tháng 1 âm lịch từ ngày 23 đến 29 tháng 1 sẽ là khoảng thời gian rất xui xẻo với ba con giáp Thân, Tuất, Dậu. Mọi phương diện trong cuộc sống đều không diễn ra theo ý muốn, khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhắc nhở bạn hãy luôn bình tĩnh xử lý mọi việc, khó khăn nào cũng sẽ qua nếu ta biết kiên trì và cố gắng. Tuổi Thân. Tuần này khá khó khăn đối với mệnh chủ tuổi Thân, công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức, rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Trong tuần này, khối lượng công việc tăng, xung đột, mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều. Sự nghiệp tuổi Thân khó mà phát triển như ý muốn, khó được cân nhắc. Vì quá tự tin thành ra kiêu ngạo, không chịu nghe ý kiến phân tích của bất cứ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần chú ý cách diễn đạt, chớ nên nói những lời khó nghe, bởi là mất lòng người lãnh đạo thì bạn sẽ càng khó đạt được điều mình mong muốn. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn, điều đó có thể làm mọi người cảm thấy chướng tai, gai mắt và không muốn giúp đỡ bạn nếu bạn gặp khó khăn. Theo tử vi thì tình hình tài chính không được dư giả, thậm chí bạn và anh chị em trong nhà dễ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm của gia đình. Hãy có cách xử lý khéo léo việc này để mọi chuyện không đến mức đi quá xa. Trong đầu tư kinh doanh, chớ vội tin theo lời rủ rê của người quen đã lâu không liên lạc. Việc đầu tư kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Do công việc không thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất là nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay. Bởi có thể khiến bạn bị lừa đảo, bạn nên lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính. Cẩn trọng, không hành động bốc đồng. Vận trình sức khỏe của người tuổi Thân theo tử vi cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Mệnh chủ tuổi Thân thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ và ngủ không sâu giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Vợ chồng người tuổi Thân tuần này thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, xung khắc. Nếu không có cách nào hóa giải khéo léo thì tình cảm đôi bên dễ rạn nứt. Đôi bên đều cần phải nhường nhịn và bao dung đối phương nhiều hơn, không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Có vấn đề gì xảy ra, đôi bên hãy bình tĩnh trao đổi để đi đến ý kiến thống nhất. Người còn độc thân thì cần chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu của đời mình. Nếu bạn vẫn còn tiếp tục chần chừ hay là do dự, thì rất có thể người mà bạn thầm yêu mến sẽ đến với người khác đấy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Tuần 4 tháng 1 âm lịch, vận trình công việc của những người cầm tinh con gà không mấy suôn sẻ. Công việc kinh doanh dễ thất bát, đổ bể. Công việc làm ăn có sự thay đổi và trong thời gian này, các gia chủ tuổi Dậu chưa nên mở rộng hợp tác, rất dễ bị thua lỗ và phá sản. Với những người tuổi Dậu trẻ tuổi, bạn là người thích ăn chơi, trải nghiệm và tự tạo niềm vui cho cuộc sống, thì tuần này sẽ khá ổn với bạn. Cần chú ý là hãy có trách nhiệm với công việc của mình và đôi khi cần bỏ cái tôi của bản thân để lắng nghe ý kiến, sự chỉ bảo từ cấp trên, đồng nghiệp, tiếp thu những điều tốt để hoàn thiện bản thân. Bạn giỏi, luôn có những ý tưởng mới, tự tìm ra con đường mới cho mình. Nhưng nhược điểm duy nhất của bạn là lười và bảo thủ. Hãy biến những khuyết điểm thành ưu thế của bạn, sẽ thu được những thành quả bất ngờ trong công việc. Tử vi cho thấy trong tuần này, tài lộc với người tuổi Dậu không được tốt. Tiền bạc gặp nhiều khó khăn và bất lợi, không có tiền dư giả, chỉ đủ tiêu trong công việc. Việc kinh doanh thì gặp nhiều bất lợi, bấp bênh, sóng gió, tiền làm ăn không đủ thu hồi được vốn. Ngoài ra, tử vi cũng dự báo rằng tuần này những người tuổi Dậu sẽ gặp phải thị phi do tiền bạc đem đến, nên trong công việc, nếu có thua lỗ hay là cần vốn, tuyệt đối là không vay mượn người thân, bạn bè.
Chỉ một chút sơ suất có thể mất cả tiền, cả tình. Vậy nên quý gia chủ tuổi Dậu nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định làm ăn vào tuần này, để tránh gặp phải những điều không may mắn dẫn đến hậu quả khó lường. Phương diện sức khỏe của gia chủ tuổi Dậu không được tốt trong tuần. Sức khỏe bị suy giảm do suy nghĩ nhiều và từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Vận mệnh của người tuổi Dậu cần tìm người bầu bạn, tránh ở một mình và có những suy nghĩ tiêu cực, khiến cho sức khỏe càng suy yếu thêm và nên đảm bảo ăn uống đầy đủ để có được sức khỏe thể chất và tinh thần thoải mái. Với những người đã có bệnh sẵn thì nên thường xuyên thăm khám bác sĩ, kẻo để lâu dẫn đến biến chứng khó điều trị. Đi ra ngoài đường cũng cần chú ý tai nạn xe cộ. Theo chuyên gia phong thủy thì phương diện tình duyên của người tuổi Dậu trong tuần này không được tốt, dễ gặp nhiều phiền muộn do tình cảm gây ra. Không những vậy, chuyện tình cảm đôi khi còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Đối với người tuổi Dậu đã có gia đình, vợ chồng bất hòa, lục đục, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, khiến cho hòa khí trong gia đình bất ổn. Hãy đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận và thấu hiểu. Nếu cứ giữ cái tôi và quan điểm cá nhân, thì tuổi Dậu sẽ ngày càng đẩy người thân yêu của mình ra xa hơn. Những người tuổi Dậu độc thân tuần này cũng khó kiếm được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm vừa chớm nở đã sớm lụi tàn, vậy nên khó có thể thành công chuyện. Cẩn trọng sẽ có người thứ ba xen vào chia rẽ, phá đám tình cảm của hai bạn. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất với tuần này, rắc rối ập đến bất ngờ, nhắc nhở bạn không được phép lơ là, mất cảnh giác, kẻo hậu quả để lại lớn hơn những gì bạn nghĩ. Vận xui đeo bám con giáp này chủ yếu trong công việc. Dù là cuối tuần, là thời điểm nghỉ ngơi, nhưng bạn vẫn chưa được thảnh thơi phút nào khi liên tục phải vất vả giải quyết đống việc còn dang dở. Người tuổi Tuất chớ nên làm việc tùy hứng, nếu không hậu quả để lại sẽ rất lớn. Giáp này vì nóng nảy, hiếu thắng, dễ bị kích động nên có thể mắc phải sai lầm trong công việc. Bạn cần có trách nhiệm hơn với công việc mình làm, chớ làm ảnh hưởng tới cả người khác. Hơn thế nữa, con giáp này còn phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân rình rập hoặc người khác chơi xấu sau lưng mà không biết. Đối phương có thể là đồng nghiệp ganh ghét, đố kỵ hoặc đối thủ cạnh tranh không lành mạnh, tạo ra những chuyện ngoài ý muốn khiến bạn một phen lao đao. Phương diện tài chính cũng không khả quan hơn là mấy, cũng bởi con giáp này cả tin người khác, thiếu thận trọng, không cảnh giác nên dễ bị người khác lợi dụng. Kết quả là tiền bạc bị lừa gạt. Tình cảm hiện tại cũng không thể trách ai ngoài bản thân bạn, hãy coi đó là một bài học đắt giá cho sau này. Con giáp này được nhắc nhở là nên hành động lý trí hơn nữa, đừng để cảm xúc cá nhân lấn át nhiều như bây giờ, khiến các nhận định của bạn thiếu phần chính xác. Hậu quả là tiền bạc tan biến theo mây khói, vì thế bạn nên thận trọng hơn trong những quyết định đầu tư, kinh doanh, cơ hội không thể bỏ lỡ nhưng đừng khiến mình trở nên mù quáng. Về phương diện tình cảm, con giáp này nên cân bằng cảm xúc của mình mới có thể gìn giữ được hạnh phúc hiện tại. Đừng vì những chuyện không vui trong cuộc sống hay công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân của hai người. Trong tuần khi xuất hành, khi làm các công việc tay chân, vận hành máy móc, thậm chí cả rèn luyện sức khỏe, bản mệnh cũng nên tự lượng sức của mình, không nên làm việc quá sức gây tổn hại đến sức khỏe. Người tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm ra 3 con giáp xui xẻo nhất trong tuần thứ 4 của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.